Mọi người vẫn hay nói rằng là kiểu làm cho khách hàng cao cấp và có tiền thì mình sẽ dễ dàng lấy tiền được của người ta. Thật ra thì đúng là dễ, là chúng ta dễ lấy được một số tiền lớn. Nhưng mà mọi người có bao giờ tự hỏi rằng là số tiền lớn đó Tứ sẽ mang đi đâu về đâu không? Trong một cái đám cưới thì nó sẽ có rất là nhiều cái chi phí mà cho cái đơn vị trang trí cũng như là planning mình. Mọi người biết là ngoại trừ cái chi phí hoa ra thì những cái mẫu thiết kế bên mình thì hầu hết nó đòi hỏi là nhân công nè, sản xuất phần thô nè. Rồi ngoài ra thì mình cần phải có rất là nhiều những cái vật dụng để mà trang trí trong đó. Chưa đến chuyện gọi là những cái mẫu đó thì nó sẽ có những cái độ khó thi công và cần phải có những cái là thi công trước. Rồi mà khi ông trước á, thì chúng ta sẽ mang những cái mảng rất là lớn vô thì nó liên quan đến chuyện là di chuyển, vận chuyển. Nói chung là ở trong tất cả những cái mẫu của mình làm á, thì nó đều có liên quan đến những cái tài chính liên quan và hoàn toàn không có dễ dàng gì mà có thể lấy tiền được trong một cái đoạn như vậy. Thật ra thì chọn cái phân khúc đi nhiều hoa thì mình cũng chia sẻ với mọi người rằng nó là cái phân khúc mà không phải ai cũng dám đi. Là bởi vì đơn giản là mọi người biết là chúng ta đang làm trang trí trong những cái môi trường đó là những cái trung tâm tiệc cưới hoặc là những cái nhà hàng á. Thì nơi đó thì bản thân người ta cũng sẽ có những cái việc là khai thác tối đa được cái sảnh đó. Ví dụ như ngày hôm đó thì người ta cần phải khai thác tiệc sáng và tiệc chiều để đủ doanh thu được. Hầu hết thì mọi người biết là văn hóa của người Việt Nam mình á thì cưới thì thường thì rơi vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Cho nên rằng là ngày đó thì ai cũng cưới, cho nên là các sảnh của các nơi thì đều bị gọi là quá tải. Cho nên cái việc mà chọn sảnh thì hầu hết là đều bị một cái tình hình là nếu mà chúng ta muốn trang trí tốt thì chúng ta phải mua luôn cái sảnh buổi sáng. Thì mọi người đâu phải ai cũng chịu chi là vừa bỏ tiền trang trí và vừa bỏ tiền mua sảnh, là chưa tính là những cái rủi ro đi kèm. Cho nên là bên mình thì lúc nào cũng vậy, luôn ưu tiên cho khách hàng là không phải mua sảnh. Mà để đáp ứng được một cái nhu cầu cao như vậy thì bên mình sẽ chọn cái phân khúc đó là hoa tươi nhiều. Mà hoa tươi nhiều thì đòi hỏi là bạn cần phải có kỹ năng, phải có thợ cũng như là nhân công có thể đảm bảo được trong một khoảng thời gian đó. Mình nói ví dụ như ngày hôm đó mình chọn cái phân khúc gì mà lỡ như vấn đề không kịp thì còn thay thế được. Nhưng mà hoa tươi thì cần phải cắm người ra kiểu được, chứ không lẽ gì cái bỏ vô một cái ra đúng không? Cho nên cái việc mà bên mình làm như vậy thì cũng là một trong những cái độ khó khá là cao. Cho nên cái tiền đó nó chi phí rất là nhiều thứ. Và cái phần lợi nhuận thì không lẽ bây giờ buôn bán cứ nói rằng kiểu mình lợi nhuận không bao nhiêu. Cho nên mình không có nói vấn đề đó, nhưng mình muốn nói để mọi người hiểu rằng là để chọn được cái phân khúc này thì nó sẽ có những cái điều khó, nó có những cái mà không phải ai cũng có thể làm được. Chính vì vậy cho nên là không có quá nhiều đơn vị chọn theo phân khúc ô về. Ngoài ra thì nói như vậy thôi chứ bên mình thì cũng sẽ có nhiều sự lựa chọn cho cô dâu chú rể. Nếu cô dâu chú rể cảm thấy thích cái gu như thế nào thì cho mình biết. Nhưng mà dù muốn dù không thì gu như thế nào thì cũng sẽ chọn theo cái phong thái đó là có hoa. Cho nên mình muốn kể cho mọi người nghe để hiểu một góc độ nào đó về cái làm nghề trang trí cưới của mình. Mình chia sẻ về góc hậu trường nghề trang trí cưới, nghĩa là tất cả những cái điều gì mà trong công ty hoặc là trong quá trình làm việc nó có những cái vui buồn hoặc là có những cái kinh nghiệm nào đó thì bản thân mình đều muốn mong muốn chia sẻ cho tất cả mọi người. Và trên đây là một trong những kinh nghiệm của mình về cái việc là mọi người hay nói rằng là làm như thế mình lời nhiều, nhưng mình muốn chia sẻ với mọi người không phải là kể lể hay là kêu ca gì đâu, muốn kể để mọi người hiểu được rằng là ngoại trừ những điều mọi người thấy thì có những điều mọi người chưa thấy được. Thì hy vọng mọi người sẽ thương yêu cũng như là hiểu được và mong muốn là thức phim này có thể đến các cô dâu chú rể hoặc là gia đình có thể nghe và thấu hiểu được nỗi lòng của những người làm nghề như mình. Chứ đừng bao giờ lúc nào cũng nói trời ơi Tứ nó lời nhiều, không có đâu mọi người ơi. Thiệt á, bản thân bên mình cái gì cũng vậy, nó có một chuẩn mực nào đó thôi. Đó lý do tại sao mà bao nhiêu năm qua thì mọi người vẫn yêu thương và kiểu mà ủng hộ và cũng như giúp đỡ cho mình. Bởi vì đơn giản là cái gì cũng vậy, nếu chúng ta xuất phát từ trái tim, chúng ta làm việc từ cái tâm thì mọi người sẽ luôn ủng hộ mình.